Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về chủ đề và môi trường và khói bụi, nó liên quan trực tiếp đến ô tô. Nghe có vẻ thì nó cũng quen quen nhưng mà cũng là lạ. Quen ở đây tức nghĩa là tao trong đầu chúng ta khi mà nói đến khói bụi của ô tô thì lúc nào tao cũng nghĩ đến là sẽ nhờ những người kỹ sư nghiên cứu các loại là ví dụ nhiên liệu cho nó tốt hơn để góp phần thêm được chút ít. Còn đối với những người mà thợ thì sẽ điều chỉnh các động cơ hoặc là khí thải của động cơ nó sẽ đỡ lại được chút ít. Nhưng mà hôm nay tôi muốn chia sẻ đến các bạn cũng chính là những người sẽ làm được những việc giống như những người đó khi trên chiếc xe cái phương tiện của mình. Mình sẽ nói tiếp tại sao mình sẽ nói là ô tô liên mình có thể làm được. Thì mình sẽ chỉ cho cái hướng dẫn cho các bạn cái cách mà mình sẽ góp phần cho xã hội để lọc được những cái không khí sạch. Đồng thời những chiếc xe, những phương tiện chúng ta đây, phương tiện xe máy hoặc là ô tô khi ta đi trên mặt đường ở Sài Gòn, đặc biệt là những cái đường ở thành thị, lúc nào ta đi ra đường cũng có cảm giác rất là bụi, rất là nóng, khó chịu. Khi những chiếc xe này nè, những chiếc xe ô tô hoặc là những xe gắn máy ta chạy trên mặt đường, lưu thông trên mặt đường thì nó sẽ đẩy cái hạt bụi ở dưới mặt đường lên. Các bạn về vấn đề ở tại thành phố Hồ Chí Minh và nói riêng ở các thành phố, những tỉnh thành khác thì các bạn cũng đã biết, khi mà mình lưu thông trên đường bằng những chiếc xe gắn máy thì lúc nào mình đi ra đường á, khi mà ở những cái thành phố lúc nào mình cũng cảm giác là rất là khói bụi nhiều. Thì khói bụi nó nằm ở đâu? Thì khói bụi ở những chiếc xe này hoặc là những chiếc ô xe gắn máy khi ta chạy trên mặt đường á, thì đạt tới tốc độ tầm khoảng 20 đến 30 trên km trên giờ thì lúc đó chiếc xe mình đang chạy qua một cái mặt đường nào đó, tất nhiên là bụi ở dưới mặt đường đó, nó sẽ được đẩy lên bởi không khí đó. Thì lúc này á, những cái lúc này là những cái hạt bụi đó là những hạt bụi gọi là hạt bụi tạp chất, có thể là đất cát hoặc là xi măng gì đó, nhưng mà nó cũng có thể đỡ ảnh hưởng bằng những cái hạt bụi của những chiếc ô tô này thải ra. Thì những hạt bụi đó tôi chia sẻ với các bạn là những cái hạt bụi từ má phanh này. Khi mà ta không chạy bình thường nữa, những lúc mà ta giảm tốc độ, những lúc ta giảm tốc độ thì cái má phanh này nó sẽ làm việc là nó sử dụng bằng, tôi sẽ nói về chuyên sâu thêm một chút về ô tô, nó sẽ sử dụng bằng lực ma sát, có gọi là ma sát nghỉ. Lúc này cái má phanh, cái má phanh này nó sẽ áp sát trực tiếp vào trong cái đĩa phanh này để tạo ra một cái lực ma sát nghỉ. Trong cái lúc này nó xảy ra cái hiện tượng là ma sát nó làm bào mòn cái lớp cố này, nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là bụi nó sẽ, các bạn thấy không, cái tay mình cái bụi này gọi là bụi amiăng, cực kỳ độc hại, nó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh ung thư. Thì những cái bụi đó nó sẽ đi vô cơ thể chúng ta qua bằng đường hô hấp, và đặc biệt những cái bụi đó là cơ thể chúng ta sẽ không có đào thải ra được, giống như những cái bụi hồi nãy mình nói là cái bụi ở mặt đường gọi là cái bụi tự nhiên của đất cát. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bằng cái cách mà tại sao các bạn góp phần được trong những cái không khí hạt bụi sạch này. Khi các bạn có xe ô tô hoặc xe gắn máy, khi mà mình đã thay bố xe này, nói về kỹ thuật một chút nhé. Khi mà mình thay bố xe ô tô hoặc xe gắn máy này, các bạn hãy thay bố chính hãng hoặc là thay bố những cái bố có thương hiệu. Tại vì những cái bố có thương hiệu á, ở trong cái bố này nè, ở trong cái mặt thang này nè, nó sẽ có một cái lớp dầu gọi là cái lớp dầu trung tính. Vấn đề thứ nhất là nó sẽ được bám vào trong các bàn xe và các mâm, các phuộc, hạt bụi nó nặng hơn, nó được ướt và nặng hơn đó. Đồng thời cái mâm xe ta đã chạy đi ngoài đường nè, nó giống như một cái cánh quạt tản nhiệt của các hệ thống phanh, và đồng thời nó giống như khí đồng học. Một những có những chiếc xe thì nó hút vô, nó đẩy xuống mặt đường, có những chiếc xe thì đẩy ra. Như dòng xe này thì cái nó sẽ được đẩy ra nên cái mâm nó rất là dơ đó. Thì các bạn sẽ làm bằng cách là chỉ việc đơn giản là khi mà mình thay bố hoặc là mình xe bố hoặc xe gắn máy hoặc là xe ô tô thì mình hãy cứ việc là thay bố những cái bố có thương hiệu hoặc là thay bố chính hãng. Thì cách đơn giản các bạn sẽ bỏ ra chút tiền, thêm chút tiền để xài bố chất lượng, nhưng mà mình cũng chính bản thân mình là những người góp phần làm không khí sạch ở các tỉnh thành nha các bạn. Các bạn hãy cố gắng làm những gì nhỏ nhặt nhưng mà có hiệu quả liền ngay lập tức thì các bạn hãy nên làm. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Cảm ơn các bạn.